là Sunny. Mời các bạn check in khu vực Madagui để mình có một cái trải nghiệm thú vị. Đây là một cái khu du lịch nằm trên quốc lộ 20. Mình vượt qua đèo Chuối và cách Sài Gòn 148 km và mời các bạn check in với mình và có một trải nghiệm thú vị với những cái ngày nghỉ ở đây. Mời các bạn, let's go. Sau lưng của mình đó là quốc lộ 20 đường hướng về Đà Lạt các bạn. Đây quốc lộ 20 đường đi Đà Lạt phía trước chúng ta. Rồi bây giờ mình check in nơi này nha. Đây khu vực Madagui. Mời các bạn hãy khám phá với Sunny với cái khu vực du lịch dã ngoại Madagui, coi nó có những cái dịch vụ nào. Rồi cảm ơn các bạn, mời các bạn đi theo chân Sunny nha. Let's go.